bên trái. Yeah. Rồi ngồi xuống. Rồi sau khi đã yên vị rồi, mời các bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì cả hai chúng ta bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Rồi, mời anh trai giới thiệu trước nè. À, em là Đỗ Sinh Hùng, hôm nay 39 tuổi, là nhân viên kiểm hàng. Nhân viên gì? Nhân viên kiểm hàng. Nhân viên kiểm hàng, là kiểm hàng gì? Đó là kiểm tra chất lượng là hàng. Mà hàng của em kiểm tra là hàng về ngành nào? À, ngành về bao bì á. À, kiểm tra chất lượng hàng về bao bì. 39 tuổi. Dạ. Hùng hả? Dạ. Hùng, 39 Hùng, tuổi. 39 tuổi. À, Hùng quê ở đâu? Dạ, em quê ở Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa, mình vào đây lâu chưa? Vào đây là được 14 năm. Ồ, vậy thì ngoài bây giờ còn ai ngoài Thanh Hóa không? Dạ, còn mẹ. À, trong này em sống với ai? Trong này em giờ em sống của mình. Sống một mình rồi, mình sống ở đâu? Em sống ở dưới Bình Dương. Ủa? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một? Dạ. Rồi làm việc ở đâu? Em làm dưới đó luôn. À, vậy là hôm nay mình chạy lên thành phố mình ghi hình thôi. Dạ đúng rồi. Mình về lại dưới Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, rồi chào em gái, em giới thiệu với mình đi. Em tên Đinh Thị Xuyến ạ. Em năm nay 37 tuổi ạ. Em làm giúp việc nhà cho thuê ạ. Mà là giúp cho một nhà hay giúp cho nhiều nhà? Dạ, hay là dạ? Giúp cho một nhà. Giúp cho một nhà. Dạ, vâng. Làm công việc này được bao lâu rồi em? Dạ, em làm mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Dạ, vâng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Thái Bình. Quê Thái Bình, rồi mình vào đây lâu chưa? Dạ, em sanh ở trong này ạ. À, nhưng mà sanh trong này nhưng mà vẫn nói tiếng Bắc. Dạ vâng ạ. Rồi hiện tại là mình đang sống với ai? Dạ, em sống với con em ạ. Hai mẹ con em thuê nhà riêng ạ. Con mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con em 16 tuổi rồi ạ. Con gái ạ. À, cháu đang đi học hay đang làm gì? Cháu học nó 11. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì hả em? Em thì vui vẻ, hòa đồng, thích ca hát. Điểm yếu của em là hay mau nước mắt ạ. Mà vui vẻ nãy giờ chị chưa thấy vui nè. Vui vẻ, hòa đồng, cười vui vẻ, tươi lên ha. Dạ. Trước khi mà mình làm cái công việc giúp việc nhà 2 năm đó là mình làm gì trước đây? Em ở nhà làm rẫy ạ. Ở nhà làm rẫy? Dạ. Ủa mà hiện tại là hai mẹ con đang sống ở đâu? Dạ, ở huyện Đồng Phú ạ, tỉnh Bình Phước ạ. Bình Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ạ. À, Bình Phước, vậy là cũng từ Bình Phước chạy lên đây ghi hình. Dạ vâng ạ. Đi đến đây bao xa, mất bao nhiêu thời gian? Hơn 2 tiếng ạ. À, em đi bằng gì? Dạ đi xe... Xe tốc hành á hả? Dạ vâng, em đi xe 7 chỗ ạ. À, là đi hơn 2 tiếng, vậy là dạ, xa vâng. Hơn em. Bên em chạy xe máy có hơn 1 tiếng. Dạ. Chắc chắn là hai bạn đều rất là nghiêm túc và hy vọng là tìm nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế Hùng giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của em nha Hùng. Điểm mạnh của em là không uống rượu, không hút thuốc ạ. Điểm yếu của em là gặp là hơi nhút nhát, đám đông. Hơi nhút nhát, đám đông. Rồi, bây giờ em kể tới cái chuyện tình cảm của em một chút ha. Nãy dạ, em nói là em có một đứa con gái sắp 16. Dạ vâng. Thế mình đã ly hôn bao lâu rồi? Dạ em ly hôn 11 năm rồi. Và cái mối hôn nhân đó là kéo dài bao lâu? 6-7 năm ạ. Vì chồng em bài bạc, rượu chè, gái gú, rồi đánh em. Em có định hướng gì cho tương lai hai mẹ con sau này không? Em thì con em học nghề tóc thì em tính sau này mở tiệm tóc cho con em ạ. Rồi có vốn mở không? Dạ em chưa có vốn ạ. Sau 11 năm mà mình không có bước thêm bước nữa? Dạ cũng có tìm hiểu mấy người nhưng mà ai cũng đòi đẻ mà em thì em không đẻ được nữa nên là... Không muốn đẻ nữa hay không đẻ được nữa? Em không đẻ được nữa. Lý do? Tại em bị mất ngủ, em uống thuốc ngủ nên là đẻ không được. Đâu, rồi bây giờ em còn uống thuốc ngủ nữa không? Vẫn đang uống ạ. Rồi mình có đi khám bệnh điều trị cái bệnh mất ngủ đó không? Dạ có ạ. Về mà sinh nở thì em đã có đi khám bác sĩ phụ khoa lần nào chưa? Dạ chưa. Tức là y học bây giờ nó hiện đại lắm, nhiều khi em nghĩ em không đẻ được. Đó là do mình nghĩ thôi chứ nhiều khi đi khám lại về phụ khoa là lại bình thường. Không có gì. Dạ vâng. À, bên phụ khoa là mình chưa có khám mà. Dạ vâng. Đúng không? Đâu có bác sĩ phụ khoa nào khẳng định là em là không đẻ được đâu. Dạ vâng. Đó là em tự nghĩ thôi. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Mà thí dụ giờ em đẻ được thì em có đẻ không? Chắc em không đẻ nữa tại giờ em lớn tuổi rồi. Ừ. À, chuyện tình trường em sao? Không. Em cũng có một bé gái. Có một bé gái luôn rồi. Dạ, 12 tuổi. 12 tuổi. À, hiện tại bé đang sống với ai? Sống với em. Sống với em luôn. Ủa về mẹ bé đâu? Mẹ em không biết tới giờ đâu. Là chia tay bao lâu rồi em? Tay 2 năm chị. Mà nguyên nhân lý do tại sao hai vợ chồng có một mặt con rồi mà phải chia tay vậy em? Khi vợ nghe lời bên đường vợ, bên đường ngoại thì này kia rồi nói này thế kia ấy, cuối cùng hai vợ chồng mà bất đồng. Cái này cái kia là cái gì cụ thể? Một cái chuyện thôi. Tiền bạc rồi ấy chị.
tiền bạc tùy theo quan điểm mỗi người. Bây giờ mình khổ quá, mình đẻ ra con mình không có lo cho nó được đàng hoàng thì mình nên, chứ còn thật sự nếu mình muốn thì mình vẫn có thể sanh con được. Tại vì thí dụ như em gặp một cái người mà người ta có con rồi thì có thể mình cũng không cần thiết nữa, nhưng mà nếu mà cái người đàn ông mà người ta chưa có con á, rồi nhiều khi người ta cũng muốn thì mình cũng tới lúc đó nhiều khi yêu rồi mình cũng ráng mình đẻ. Nếu kết hợp được ngày hôm nay giống như là mình rổ rá cạp lại thì mình chia sẻ, mình chăm sóc những đứa con của mình cho nó thật là tốt, thì chị nghĩ đó cũng là một cái cách. À, đó là tùy thôi, đây là mình nói trước khi mình cũng chưa biết như thế nào. À, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, một người chồng tương lai như thế nào? Không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, không thủy, không đánh vợ nữa, không gia trưởng, không keo kiệt. Nãy trong mỗi loạt đó em có dính cái nào không? Gia trưởng có không? Không, không vũ phu có không? Không, em cả. Nhậu nhẹt có không? Nhậu thì em không nhậu, thuốc em không. Gia trưởng có không? Không. Anh nói thôi nghe, còn có hay không chị chưa biết à. Dạ. Thế còn em muốn tìm một người vợ tương lai của mình nữa là một cái người như thế nào? Người nói chung là em cần người là biết quan tâm lo lắng đến gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Không vậy, ngoại hình thì tầm mét rưỡi trở lên là được. Dạ. Bây giờ chủ yếu cái tuổi mình là mình gãy đổ vậy rồi, mình kiếm cái người nào mà có đạo đức, chung thủy, biết quán xuyến cái việc nhà, và quan trọng là yêu thương những đứa con, yêu thương con của mình ha. Rồi cho chị, em có hình không? Dạ. Cho chị mượn coi. Nói luôn cho chị. Trời đất ơi, hình gì đông người quá vậy, người sao biết ai là ai? À thì có mấy người con trai đó chị. 1, 2, 3, 4, có 5 người con trai hả? Trời đất ơi. Rồi đây. Bên thì quá trời người. Bên 3 người. Đó, coi coi cô đó là cô nào. Chắc anh này phải không ạ? Hay anh này? Chắc anh nào, một anh chắc, thôi. Chắc anh này. Lý do là sao mà không chỉ anh ngoài mà chỉ anh trong? Chắc chưa? Chỉ áo trắng. Áo trắng? Sao không chỉ hai người này mà là chỉ cô áo trắng? Em đoán vậy. Đoán vậy. Rồi, ok, bây giờ nhìn về cửa trái tim nha. Chị Tường sẽ mở trái tim ra cho 22 người coi. Nên mình đoán cho vui thôi, đoán có cái cảm xúc mình hôm nay như thế nào. Tên 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 tên. Dạ, chào anh ạ. Sao, đoán đúng hay sai? Sai. Sai rồi. Chị có bó hoa tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, ôm hoa trước đi, trời ơi. Trời ơi. Sao tặng cái con này, con gì đây? Dạ, em cưới heo nên em tặng con heo. À, cưới heo, tặng con heo. Ok, cảm xúc đầu tiên khi mà mở cánh cửa này ra thì em thấy như thế nào? Thì khác hơn với trong hình. Khác hơn trong hình, tại em đoán hình sai với bộ. Còn em, cảm nhận đầu tiên như thế nào? Em cũng không biết nói sao, thấy anh cũng mặt hiền lành. Rồi, bây giờ hai người đều đoán sai hết nè, bây giờ bị phạt nè. Bây giờ mỗi người hát một câu cho nó vui được không? Rồi, em hát trước đi. Cho em về thăm lại bến đò xưa, nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ tình bận thương. Xưa trên cùng chuyến đò, tình chợt lên khi tuổi vừa yêu. Bao nhiêu là mộng mơ, tình ngây thơ thổ ban đầu. Lơ thơ hàng che giả, nắng chiều nghiêng đàn châu về. Xa xa từng cánh cỏ chập chờn bay về tổ ấm. Trên con đường quen thuộc, ngày nào tôi vẫn đứng chờ em. Nay lối mòn ngày xưa, còn mình tôi thơ thẫn trong chiều. Ổng hát mặt ổng căng dễ sợ, mà ổng ngưng rồi ổng mới cười. Thế còn em, tặng ảnh một đoạn. Yêu nhau mấy núi cũng nèo, mấy sông cũng nổi, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ai đường xa, một ngày không đến thì ai ba ngày. Dạ thôi em run. Trời ơi, yêu nhau không ngại đường xa. Một ngày không đến, hai ba ngày đến cũng được, chứ đừng lặn luôn nha cha. Rồi, thôi, bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau. Và mời hai bạn cùng thưởng thức một bữa ăn trưa rất là tuyệt vời của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Xin mời. Rồi, chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon nha. Wow, đây là món bao tử cá của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Nhớ nha, Gà Lăng mời bạn gái ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Mẹ anh nhờ với ai ạ? Mẹ anh nhờ với anh. Tại nhà anh có nhà ở ngoài. À.
giờ đang ở bên bé, chăm bé ở ngoài quê. Vậy anh làm ở Bình Dương là anh ở nhà thuê ạ? Ờ, anh ở nhà thuê. Tại anh ở trong đây có bà chị gái ở Bình Dương này luôn. Em đến đây một mình ạ? Em đi với bố ạ. Bố đâu? Dạ, bố em lại ngồi sau ạ. À, em ngồi cam ạ. Em trên đó là ở nhà trên đó luôn hả? Dạ. Có nhà trên Bình Phước luôn hả? Không, em nhờ trọ. Em không có nhà. Đi từ trên đó xuống đây mấy tiếng hả? 2 tiếng. Dạ. 2 tiếng hả? Dạ vâng, hơn 2 tiếng. Anh đi một mình hay đi với ai? Đi với con cháu mà nó phải đi về nó đi làm. Dạ. Đi đến đây sớm lắm mà chờ lâu quá. Dạ. Làm buổi chiều thì nó phải về làm. Nếu mà em không đẻ nữa anh có chịu không? Trời ơi, tao nói vừa ăn chuyện mà sao em ngu vậy, phải nhờ chị Tường nữa. Dạ. Sao đàn ông không chủ động gì chứ vậy? Mình hỏi cái cuộc sống của bạn ấy thì sao, còn không thì em cũng có thể chủ động hỏi là cuộc sống anh ấy như thế nào, còn con cái học hành sao, mình chia sẻ với nhau chứ gì em ru vậy trời. Giờ có một mấy vợ nữa, nhưng mà vợ anh ví dụ gì một cái lý do gì đó không đẻ nữa thì anh ấy thì sao, anh suy nghĩ sao? Mình cứ nói rõ quan điểm của mình thôi. À. Còn anh thì muốn là để đẻ. Anh là muốn đẻ nữa, muốn đẻ mấy đứa nữa. Đẻ thì để đẻ một đứa. Đẻ một đứa nữa. Lý do tại sao? Tại vì chị biết không, muốn có con cái thì nó vợ chồng nó hạnh phúc hơn. À, có nghĩa là mình muốn có bình lâu con với cái người sau nữa để cho nó khắc khích. Chứ không, chứ có nhiều người là muốn đẻ là vì muốn đông con cái. Mình là muốn cho mối quan hệ là nó có một đứa con thì để nó dàn buộc nhau. Rõ ràng gì, cái môi trước thì cũng có con mà nó không ràng thì nó cũng không ràng thôi, thấy không? Ở cái chuyện ràng hay không ràng không phải, tại vì mình yêu ai, mình muốn có con để mà gắn kết tình cảm hơn thì được. Chứ còn ràng tới hồi đó cũng đi như thường rồi em ơi. Dạ vâng. Cuộc sống nó còn dài và nhiều tình yêu nó đẹp lắm. Hãy một khi nào mà trái tim em mà rung động giống như một ai đó, em thấy cuộc sống nó khác liền. Nghe tôi nha, chúc cho em sẽ có được nhiều niềm vui và nhiều cái năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. À, đây là những cái lá thăm trong này đã ghi những cái yêu cầu vui của chương trình để cho hai bạn có thể thoải mái hơn, thả lỏng hơn. Rồi tự nhiên lên nha, thoải mái nha, mời em bóc một lá. Chàng trai xin phép nắm tay nói một câu tỏ tình lãng mạn. Rồi mời em qua bên đây. À, cái này là một cái vui để chương trình đưa ra cho hai bạn. Rồi mời em gái đứng lên luôn. Nắm tay ha, 30 giây thôi, rồi mình muốn nói điều gì đó cũng được, tùy mình. Em đến đây cũng là một cái chin anh em, mình cũng không có thời gian. Mình đến đây thì gặp nhau đây là một cái chin này, mình tạo nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Đó, mình có cái nắm tay vậy mình mới biết có mình có cảm xúc gì không chứ. Mình lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi. Mời em, đâu có gì đâu mà ngại ngùng. Chàng trai và cô gái ôm nhau thử cơm cảm xúc rồi nói cảm nhận về nhau. Vẫn là cảm xúc nữa. Rồi mời qua lại lần nữa. Rồi bây giờ tới phiên cô gái chủ động nha. Hồi nãy chàng trai chủ động nắm tay mình. Bây giờ mình có thể, hai bạn có thể ôm nhau một cái. Rồi mình hãy nói cái cảm xúc của cô gái luôn. Rồi mỗi người nói cái cảm xúc của mình đi. Sao em nói đi? Em nói trước đi, bạn Hùng nói trước đi Hùng. Sao mình đến đây thôi thì cũng là một cái duyên rồi. Mình đến đây thì thời gian nó không có được nhiều. Dạ. Thì mình để tạo cho nhau cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu nhau. Dạ. Em cũng vậy ạ. Dạ. Em cũng vậy. Cô ấy thật là đơn giản, em cũng vậy thôi. Tại sao mà chị muốn các bạn có cái sự tương tác với nhau nhiều? Vì cả hai đều là những người gãy đổ. À, chị thấy là em gái còn rất là nhiều băn khoăn. Chị cho em, chị muốn em hỏi thêm chàng trai vài điều nữa đi. Anh làm vậy một tháng dư được mấy triệu ạ? Anh thì nói chung anh không có rượu trà, không có thuốc điếc gì cả. Thì tháng thì dư 8-9 triệu có. Không rượu bia thuốc lá gì hết, làm bao nhiêu tiền là đem về là gia đình hết đúng không? Dạ. Mà hiện tại là em tự chi tiêu, tự quản lý, em lo cho con em với bà. Em lo cho con với bà. Cho con với bà, đủ không? Có thiếu không? Không gì, mình đủ. Đủ. Dạ. Vậy bố anh đâu ạ? Bố anh mất lâu.
Bố em mất cách đây 6-7 năm. Nhiều không? Em á? Dạ... cũng được ạ. Tại vì anh thì anh làm rất lâu rồi. Anh làm mười mấy năm, tính ra 14-15 năm. Cho nên là anh... ở đó là anh không có nghỉ được. Anh làm lâu quá. Mình đang ở nhà thuê hả? Hay là nhà của em ai? Em ở nhà thuê vậy. Em làm ngoài quê rồi. Em mới làm, em làm ngoài quê rồi. Mà mình dự định là ở Bình Dương luôn hay là sau này về già thì mình sẽ về quê? Nói chung bây giờ thì trước mắt là vậy, nhưng mà cũng có thể đấy. Chưa biết được chị, tùy theo. Quê là ở đâu nãy em nói quê? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là hiện giờ nhà ở Thanh Hóa ai ở? Bà nội với lại con bé nhà em ở. À, nãy giờ thấy không? Mình không hỏi là mình không hiểu vấn đề. Dạ. Có nghĩa là anh, giờ là anh ở Bình Dương là ở một mình thôi? Em ở một mình vậy. À, thuê trọ ở một mình, còn bà với con là đang ở ngoài quê. Quê. Còn em thì hai mẹ con mình đang ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng. Cho nên nó cũng không có vướng bận bà con chòm xóm gì hết. Thì ở chỗ nào cũng được. Dạ. Đúng không? Mà con nó có ý muốn là nó muốn theo em không? Theo như em nghĩ. Dạ không ạ, con em nó bảo nó lấy chồng thì nó... À quên, em mà lấy chồng thì nó ở bà ngoại. À, em lấy chồng ở bà ngoại, mà bà ngoại đang ở đâu? Dạ, bà ngoại ở trong Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. À, thật sự là nhà nào cũng cần người giúp việc hết á. Chỉ cần mà mình là làm giỏi rồi mình thật thà, mình nhanh, mình chất phát là không bao giờ thất nghiệp. Cái nghề đó giờ kiếm tiền ngon nữa. Dạ. Mà đó là em làm cho một nhà. Còn mà em mà làm một nhà mà em làm kiên trì hả? Là cái lương nó rất là cao. Tại vì chị đã từng rất là khổ sở về cái việc kiếm người giúp việc là chị biết mà. Dạ. Cho nên là chị thấy là cũng hợp lý, em về sống chung với anh cũng được. Dạ. Đúng không? Dạ. À, anh ơi, nếu mà sau này em muốn anh mua đất làm nhà ở Bình Phước, anh có chịu không ạ? Thì sau này nếu mình làm thì nếu mà ấy thì chỗ nào có điều kiện thì mình có thể mình mua mình sinh sống ở đó, không sao đâu. Vâng. Tại nhà em ở với Bình Phước nhiều. Bây giờ em là ai? Hiện giờ là ai? Bố mẹ em hay là các em họ hàng em, nội ngoại mà hết đi Bình Phước rồi. Nên là em đi xa em... Bây giờ giờ mình cuộc sống mình khổ quá, mình ở gần đó rồi cũng đâu giúp đỡ gì được nhau đâu, mà sống mình không hạnh phúc. Còn mình đi xa mà mình hạnh phúc thì ba mẹ dòng họ mình cũng mừng, rồi mình có điều kiện thì mình thăm nom chứ đâu cần thiết. Không quan trọng là ở đâu, quan trọng là ở đâu mà đầy đủ, có người yêu thương, tiền bạc kinh tế ổn định là mình ở. Chứ mình đừng, em cứ suy nghĩ vậy hoài là em càng ngày em càng bị u uất. Đừng có suy nghĩ như vậy. Cái chính của em là em muốn cái gì? Muốn có một người đàn ông chia sẻ với mình, đúng không? Hay là em muốn sống với gia đình em? Nếu mà em chỉ muốn sống gia đình thì mình em không lên chương trình rồi. Phải mở ra một chút xíu. Cái chính của mình 37 tuổi rồi. Mình muốn có cái quãng đời còn lại của mình có một người bạn, bầu bạn chia sẻ. Để mình bớt căng thẳng, bớt stress, bớt lo âu. Rồi cũng có nắm tay, cũng có ôm nhau, cũng có trò chuyện. Chị nghĩ là cũng đủ để chúng ta cảm nhận nhau. Thì bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mình đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống nha. Cái này không phải nút cảm ứng, là phải ấn mạnh nó mới xuống. Còn nếu như chúng ta không đồng ý thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Quyền của các em thôi. Nhưng rõ ràng nếu có cảm xúc thì hãy cho mình cơ hội. 30 phút ở đây chưa hiểu gì trơn trọi á. Mình cần có thời gian tìm hiểu thêm. Hãy cho mình cái cơ hội. Còn tùy các bạn ha. Rồi đặt tay vào nút bấm nha. Nhắm mắt lại giùm chị Tường nha. 1 2 Đồng ý thì bấm mạnh. Không đồng ý lấy tay ra. 3 Hết thời gian. Tường rất là vui. Tường hiểu suy nghĩ và cảm xúc của hai bạn. Mặc dù còn nhiều, hai bạn ít nói thôi. Nãy giờ Tường lo lắm. Lo là không biết hai bạn này đang nghĩ gì. Rõ ràng là hai bạn ấy ít nói. Nhưng mà những cái sự va chạm thì các bạn ấy đã có. Sao em bấm rồi mà nó... Rồi chị tắt rồi, cháy rồi đó cưng. Rồi mời em qua đây. Hốt hoảng hả? Sáng rồi qua đây. Hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Trời ơi, thấy thương ghê không? Tưởng nó bấm chưa ăn hả? Dạ. Rồi bây giờ là nắm tay nhau thật sự nè. Tay nhau. Rồi hai bạn nắm tay nhau nha. Cho nên là chị cứ thoải mái vui vẻ để mà chia sẻ nha. Mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Dạ. Tên là Thảo My. Dạ mình là cái gì Thảo My chị? Nguyễn Thị Thảo My. Dạ rồi. 25 tháng 12 1972. Dạ chị cứ nói tiếp về thông tin của mình đi. Mình quê ở đâu, đang làm công việc gì ở đâu á chị? Cái đó là em ở Biên Hòa. Dạ. Em ở Biên Hòa là giảng viên trường cao đẳng về bên tuyển sinh. Dịch tới bây giờ là em nghỉ. Em nghỉ thì em ở nhà em có dạy thêm. Em có dạy thêm và em có một cái spa với một cái tiệm tóc nhỏ. Trời để mình dạy các em mà mồ côi á, những người mà không có nương tựa á,
thì mình nhận dạy hay là những người phụ nữ mà cơ nhỡ mà có bầu á mà không ai nuôi á thì mình nuôi người ta đẻ con rồi mình, người ta ý nguyện người ta đưa vô chùa mình đưa vô chùa đưa vô sơ mình đưa vô sơ người ta mang về nuôi mình đưa người ta mang về nuôi luôn thì mình Ôi, vậy như hả vậy. chị? Trước đó là em có một cái máy ấm lớn nhưng mà dịch đó thành ra là phải tắt ra và bây giờ các cháu về các máy ấm như máy ấm Beth hơn máy ấm suýt sao và máy ấm David và Phan Sinh này kia thì mình vẫn tài trợ những chương trình này. Rồi, là có nghĩa là các bé là mồ côi không có cha có mẹ gì là chị sẽ mang về nuôi hết hả? Bây giờ là em sẽ đưa vô máy ấm các máy ấm có sơ cha chẳng hạn như chùa Trúc Lâm thì mình vào đó là mình cũng có thì mình nhiều mình tài trợ nhiều có thì mình tài trợ Dạ, hồi nãy chị nói là chị có dạy thêm mà chị dạy về cái gì chị? em dạy thêm về sắc đẹp chẳng hạn như spa các em học là các em đi Đài Loan hiện bây giờ là em vẫn tuyển sinh cho Đài Loan các trường cao đẳng là các trường đại học Tu Bình Kiến Quốc đó là Đài Loan đó là nhờ bên em là tuyển sinh các hệ các em như là học hết lớp 12 mà nghèo không có tiền rồi đi học đại học thì tụi em sẽ đưa qua bên đó và cho cha mẹ đi theo để biết cái chỗ con cái mình ở như thế nào và khi mà qua bên đó các em vừa học vừa làm các em làm á là một tuần á các em học tầm 3 ngày còn 4 là các em làm thì là tầm 1 triệu một ngày đó thì nói chung là các em tăng ca vô nữa thì có thể là 18 triệu một tháng nó dao động từ 15 tới 18 triệu thì học em á năm đầu á là rồi nhờ các trường đại học tài trợ một nửa 70 triệu một năm Nhưng mà tài trợ trường đó một là dạy về cái gì chị? nửa dạ trường đại học dạy về 182 ngành nghề bên Việt Nam mình ngành nghề gì thì bên đó có ngành nghề đó luôn coi như là các liên hiệp hội phụ nữ quốc tế là người ta trài tài trợ chương trình này cho các em đi qua bên đó vừa ăn vừa học thì hiện bây giờ là em có một cái spa với một cái tiệm tóc các em đó là học xong lớp 12 vô em đào tạo là em đó đi qua bên, em đào tạo miễn phí nha miễn phí luôn cho ăn luôn rồi cái là cho qua bên đó các em làm thì có thể là các em làm được hơn 1 triệu một ngày 1,5 triệu một ngày thì các tiền đó các em giữ và mẹ các em cũng có cái trách nhiệm bảo quản số tiền đó các em không có được lấy ra xài tự nhiên có chữ ký của mẹ thì các em mới rút ra được mà có chữ ký của các em thì mẹ mới rút ra được dạ Dạ rồi, cái công việc cũng ý nghĩa quá ha. Là hiện tại là chị đang ở Biên Hòa, là chị đang ở một mình hay ở với ai? em ở với hai con thì chồng em là bộ đội thì chồng em với em ly dị này là 17 năm rồi em nuôi hai cháu một cháu 7 tháng và một cháu 5 tuổi nhưng mà hiện bây giờ là một cháu là đại học năm cuối và một cháu lớp 12 thì sang năm mới là cháu đại học năm cuối là đi du học học thạc sĩ còn cháu lớp 12 thì vô trường luật Là đang ở cùng với chị luôn hả chị? ba mẹ con em rất Là và chị nuôi các bé từ lúc 5 tháng tuổi 7 tuổi đây đó hả? Trời ơi, là hai trai hay hai gái hay là một trai một gái chị? dạ hai trai ạ Các con có thường hay tâm sự với mẹ không, rồi có biết mẹ tham gia chương trình này không? Em thì 17 năm nay là em sống là em có thời gian để em yêu đương á tại vì là em đi làm một đêm em được ngủ 2 tiếng tới 3 tiếng thôi còn là em trộn kem em đi học công thức ở trên Sài Gòn em trộn kem rồi em đóng hộp rồi em phân phối các spa ban ngày thì đi dạy ban đêm về thì mình coi lại mấy cái giáo án và mình đi xuống tiệm spa đó là nó rất là cực khổ còn các em thì cứ nói là mẹ mẹ có bồ đi rồi mẹ đi khiêu vũ rồi con chở mẹ đi mẹ có bồ đi để cho nó đỡ buồn mà em thì mười mấy năm nay là em không có quen ai hết tại vì mình cực khổ quá mình lo kiếm tiền tới bây giờ thì cũng có là đủ nuôi con rồi và cũng có dư một chút ít để mình lo cho cái tương lai mình về già thì buồn bã các con nói hoài thành ra là thôi em tham gia chương trình Rồi bây giờ là chị hồi hồi trước á, với cái cuộc hôn nhân đó là chị lập gia đình khi nào rồi ở với nhau bao lâu sao lại ly hôn, chị chia sẻ với em ha. dạ vì là chồng mà mình bên quân đội thì là ông chồng ảnh người Bắc á
anh chồng ở người Bắc, thành ra là gia đình nhà chồng cũng không có chịu. Hồi đó là em là gái miền Nam, em ở cái bè Tiền Giang, cái rồi cái gia đình nhà chồng mới nói là mấy người miền Nam không có chung thủy, gái miền Nam này chứ chi nợ giật chồng không à, chứ không có cho cưới. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn đến với nhau, rồi được 5 năm thì mẹ anh nó kêu anh là đi về ngoài quê đi, rồi chuyển công tác, ba mẹ anh lo tiền cho chuyển công tác về quê. Và khi mà anh về quê rồi thì cũng có đi vô đi lại, nhưng mà em thấy như vậy là không có được nữa, ly dị rồi thì thôi, nhưng mà người ta đã có vợ rồi thì thôi, giờ mình đâu làm ăn. Và trong cái thời gian mà ly dị là em thương anh quá đó, chứ mình bị đột quỵ luôn, cái đi lên bệnh viện tâm đức á, cái mấy bác sĩ cũng nói là đừng có suy nghĩ như vậy, người ta thương người ta có thương mình đâu. Thế là em từ từ em suy nghĩ lại, mười mấy năm nay em vẫn có đợi chờ một ngày nào đó anh trở về với gia đình. Nhưng mà khi nó nói là người ta đã có gia đình và đã có con rồi thì mẹ quên đi, và cho tới bây giờ em cũng vẫn còn còn buồn lắm. Rồi bây giờ nếu mà anh quay về là mình cũng chấp nhận hay sao? Bây giờ là em phải đi học tiếng Bắc là 2 năm là để nói chuyện với gia đình nhà ảnh, nhưng mà gia đình nhà ảnh không chấp nhận. Vì bây giờ mình hiểu ra được là người ta nói với mình những cái câu đau đớn quá. Hồi đó thì mình buồn quá, mình thương chồng mình có thể mình bỏ qua hết. Nhưng mà tiền thì không khi nào mà đưa cho em. Khi mà lấy nhau về là nuôi con một mình em nuôi, và làm việc nhà em làm hết. Và khi đó mình thương chồng mình quá thì chồng mình nói mình những cái câu gì thì mình không có để ý. Và cho tới giờ 1 năm nay là em nghe con em nói là em suy nghĩ lại, em cảm thấy là anh nếu với nhà chồng quá bạc bẽo với mình. Chẳng hạn như mẹ chồng nói là tao đâu có chịu mày, mày dân miền Nam, tao 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 tao, tao thương con tao thì tao cho lấy mày, nhưng mà bây giờ là mày đừng có nghĩ về gia đình nhà tao nữa. Hoặc là bố chồng nói là tại vì mày thả bùa cho con tao, mà rồi cái chồng thì lại nói là anh đến với em chỉ vì cuộc vui thôi, chứ cuộc đời của anh là ở miền Bắc. Thành ra những cái câu đó mình xâu chuỗi lại, mình thấy mình đau lòng vô tận cùng, không thể tha thứ được. Nói những cái câu có thể mình không có thể nói cho chương trình nghe được luôn á, nó tệ. Và mình nghĩ lại cái thôi từ nay đi mình quyết tâm mình bỏ, nhưng mà trong lòng mình cảm thấy mình buồn lắm, thiệt Là mình chị buồn từ kinh. đó giờ là mười mấy năm rồi chị, mười mấy năm một mình nuôi con rồi. Dạ là gần 18 năm rồi. Ồ, Dạ trời ơi. Rồi dạ mình có tìm hiểu ai khác hay sao không chị? cũng có rất nhiều người tới với em, nhưng mà cho thời gian là không quên được chồng mình. Với cái thứ hai là cũng có thể tìm hiểu lại, nhưng mà những người tới với mình á, người ta mới quen được có 1 2 ngày à, cái người ta rủ mình đi nhà nghỉ. Cái thấy mình kỳ quá, không có làm cái mình thôi. Rồi có người tới với mình thì cũng tìm hiểu trong vòng 1 tháng thì họ hỏi là em có nhà không, thì anh con thì em mới làm bộ em nói là em khổ lắm em không có nhà ở trọ, rồi giờ là em làm ô sin, em đi làm thuê cho người ta 1 tiếng được 50.000, thấy người ta cố gắng lên người ta bỏ mình luôn. Dạ Trời ơi, cũng gặp nhiều trường hợp quá ha. Mà rồi là bây giờ chị sẽ mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? nhà em thì bây giờ là nói chung là về kinh tế thì em ổn, em nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì em cũng lo cho con em nhà cửa đầy đủ, ăn học, có thể cho đi sao đi, đi du học, rồi ba mẹ con em rất là hạnh phúc. Em chỉ ước mơ của em mà tìm một người đó là người ta biết thương mình, yêu thương mình, chăm sóc mình, và người ta cũng có một cái sự gì về đứng đắn, và cái tố chất người ta tốt, và cái quan điểm của người ta không có gia trưởng. Là với cái thứ hai là người ta biết chia sẻ công ăn việc làm, có thể nói là việc nhà là mình làm hết, nhưng khi mình đau ốm thì người ta làm, chứ người ta không có như chồng của em mà nói là ốm đau thì cái công việc này là không có nặng nhọc gì phải ra đường đâu, mà phải không nấu được nồi cơm. Em cũng không có mong muốn người như vậy nữa. Dạ rồi, còn về tuổi tác vùng miền của người này thì như thế nào? Dạ tuổi tác thì em mong muốn là hơn em. Hơn em Thích người lớn tuổi hơn. tại nhỏ hơn thì người ta sống với mình nó không có đồng quan điểm. Rồi, người này đang ở đâu thì được chị? Người này ở đâu cũng được hết trơn á, ở đâu cũng được hết á, miễn là cho dù có khoảng cách nó xa, nhưng mà nếu mà mình coi nhau là tất cả thì cũng không có quan trọng. Không quan trọng khoảng cách ha.
Rồi, có điểm gì ở người đàn ông mà chị không thích không? Dạ có. À, chẳng hạn như là hút thuốc nhiều quá đi, rồi hay là hút thuốc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Rồi cái thứ hai là uống rượu, là cái đi đường uống rượu á, rồi cái lên nhà này lên nhà kia thì cũng không tốt, thì có đình đám hoặc là bạn bè mời thì có thể nói mình tham gia được. Còn về nhà thì có thể là bia rất xem tủ lạnh thì có thể nói là một buổi chiều về nhà uống một hai lon thì ok, hay là rượu em ngâm rượu thuốc thì về uống một hai ly thì ok, chứ mà uống mà bét nhem ngày nào cũng say xỉn thì thôi ở một mình đi chương trình Dạ rồi, ok. À, cảm ơn chị My là chia sẻ rất là thiệt tình ha. Có làm sao mình nói vậy. Rồi quan trọng là sẽ có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết, mình tham gia sắp xếp ha chị My ha. nhà. Dạ rồi, cảm ơn chị My ạ. Dạ, em cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ, em xin chào chương trình. Dạ. Chia sẻ giúp em mình tên, họ tên là gì, mình đang sinh sống ở đâu và mình bao nhiêu tuổi nha. Mình tên là Nguyễn Thị Thương, Dạ. sinh 1974, ở 42 đường 19, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. À dạ. Rồi hiện tại mình đang làm công việc gì ấy chị ha? Ở nhà buôn bán quán ăn. Buôn bán quán ăn là mình buôn bán cả ngày luôn hả chị, hay là mình chỉ bán buổi sáng Bán buổi chiều thôi, chiều 3 à? giờ 10 giờ. Dạ, buôn bán quán ăn, mình buôn bán về món ăn gì hả chị ha? Quán há cảo và bò né đó, cho học sinh sinh viên. À dạ. À, cái này chị làm một mình thôi hay là mình có thuê nhân viên hay là trong gia đình làm chung không chị? Có một chị bạn phụ. Dạ. Để rồi thì mình giới thiệu cho em một xíu điểm mạnh điểm yếu của chị ha. Điểm mạnh. Dạ. Điểm mạnh thì có thể là chị giỏi buôn bán, chị giỏi nấu ăn nè. Thì ngoài những cái này thì chị có mình có điểm mạnh gì nữa không? Điểm mạnh là nói chung là thích buôn bán kinh doanh gì đó. Hai nữa Dạ. là thích chơi thể thao, À, còn chú chị chơi môn thể thao gì hả chị? môn cầu lông. Ừ, cầu lông. Để rồi mình còn điểm mạnh gì nữa không? Dạ không, còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, À, chỗ đông dạ. người. Điểm yếu mà mình nhút nhát trước đám đông hay như thế nào ha? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình có nóng tính hay là như thế nào không chị? Dạ cũng hơi nóng tính. Nóng tính thì nóng nhất thì chị làm cái gì chị ha? Nóng rồi lúc la cái là xong rồi thôi à. Đó. À, la là xong rồi thôi đó, đúng không? Dạ rồi, chị chia sẻ giúp em một xíu về tình trường của mình nha. Chị đã trải qua cuộc hôn nhân nào chưa ạ? Và một cuộc hôn nhân có một bé ly hôn năm 2003, rồi cách đây cũng rồi sau đó mấy năm, cả chục năm hơn á, thì cũng có gặp được một người, thì quen nhau mới chia tay được 2 năm, khi nói chung biết được cái người đó cũng có vợ con á, À. thấy cuộc tình không có đến được nên thôi chia tay. Là người ta đến với chị mà người ta giấu là đã có gia đình. Đúng rồi. À, chị phát hiện được là chị tự phát hiện được hay là có ai nói? Thì mình tự phát hiện được đó. À, dạ. À, hiện tại bé con của mình là bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Bé nay 25 rồi, bé sinh trai À. sinh 98. À, sinh năm 98 là giờ chắc cũng tự lập luôn rồi đúng không? Bé nó đi phụ quán ăn cho nhà hàng á. À dạ. Ừ, chị ly hôn năm 2003 thì mình chung sống được bao nhiêu năm thì mình ly hôn chị ha? 4 năm, 4 5 năm rồi ly hôn mình. À, sống được 4 5 năm là mình ly hôn luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, vậy thì lý do nào mà anh và chị mình ly hôn ha? Ảnh không có quan tâm lo cho gia đình, hay nhậu nhẹt À. rồi bời bạc này kia đổ nợ tùm lum nên chia tay luôn. Ừ, cái ly hôn nhậu nhẹt rồi nợ nần nữa hả chị? Dạ đúng rồi, bài bạc đồ nó mới nợ nần nữa. Dạ rồi, để chị chia sẻ giúp em xíu là à, sau cái mối tình mà chị phát hiện được là người ta có gia đình đó thì chị có tìm hiểu ai nữa không? Dạ chưa. À không luôn đúng không, từ đó tới giờ là chị không có tìm hiểu ai nữa đúng không? Dạ đúng rồi.
Dạ, chị chia sẻ giúp em là cái mẫu người tiếp theo mà chị tìm kiếm đó là người như thế nào ha? Trước mắt thì về ngoại hình đi. Ngoại hình là chị muốn người đó cao, thấp, mập, ốm như thế nào? Thì mình sao cũng được, cũng không cao lắm, tại vì mình có 1m51 à, À, chị mình 1m51. cao mình chút là được rồi, không cần gọi quá cao hay gì hết á. Những tính tình này hiền vui vẻ hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh là ok. Chương trình là cứ thân thiện vui vẻ với mọi người đúng không chị? Rồi còn về công việc này kia thì chị muốn người đó làm công việc gì chị ha? À, phải có công việc ổn định để mà để lo cho cuộc sống gia đình hay mình thì cũng lớn tuổi đó, cũng Dạ. từ đó để mà về còn còn quãng đời sau còn lại để mà chăm sóc để mà cho nhau nữa, Dạ, được là cũng rồi. có một mình hiện tại thì sống với đứa con với con thêm mẹ nữa. Dạ. À, hiện tại chị cũng đang sống với con trai luôn đúng không chị ha? À, về người đó người ta đã từng lập gia đình, hiện tại đang nuôi con thì có được không chị? Dạ cũng được Dạ được. nhưng mà đừng có nhiều quá tại vì mình cũng có đứa con á, cũng hơi bị áp lực cơ, cũng nhiều kinh tế á, sợ thì lúc đó cam cam không nổi, gánh không nổi phủi bên đó. Dạ, à, rồi còn về địa lý thì người đó ở đâu thì được chị? Dạ là người đó cư trú ở đâu hả chị? Dạ, ví dụ người ta quê chỗ khác nhưng mà người ta ở Sài Gòn hay là người ta ở chỗ khác thì ở miền Bắc, miền Trung cũng được. Dạ, người miền Nam Bộ, miền Tây nha chị. Em Miền không thích, Nam, người miền Tây đúng không? dạ đúng rồi, em không thích người Bắc đâu. Là gốc gác người trong này luôn đúng không? Còn người miền Bắc hoặc là người miền Trung thì chị không thích hả? Dạ, Ừ, Trung gốc ở ngoài đó là chị không thích. dạ đúng rồi, chỉ Dạ. có miền Tây thì được chị. Dạ. Rồi thì ví dụ mà người đó ở miền Tây hoặc là ở chỗ khác không phải Sài Gòn á thì chị Dạ theo cũng được, chồng dạ vẫn được. không? Theo chồng được. Dạ rồi. Dạ. À, dạ rồi, hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi thì nếu mà có người phù hợp bên em sẽ liên hệ lại với chị, mình trao đổi kỹ hơn nữa chị ha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. À. Mình bấm nút đỏ thoát giùm em nha. Dạ, em cảm ơn Dạ. chị. Dạ. Yeah.